Dạ em Huy, ô tô Pháp Anh chào anh chị mình ha. Hôm nay sẵn tiện cũng đang có thời gian rảnh, em cũng muốn giới thiệu với anh chị mình một mẫu xe tí lạ mà quen. Tại sao tí lạ mà quen? Thì đây là cái dòng Ford Focus ha anh chị. Thì bên em cũng mới về một xe Ford Focus đời 2010, xe số tự động, đang được bên em bán với giá là 235 triệu. Thì nếu mà anh chị nào mà mình đã tìm hiểu một cái dòng Focus này á, thì mình không thể nào mà không ấn tượng tới cái thiết kế của nó. Xe được thiết kế nhìn một cách rất là mạnh mẽ. Phơm dáng thì đây, anh chị mình xem nè. Phơm dáng xe thì nhìn mạnh mẽ. Xe đã được thiết kế đầy đủ các tính năng an toàn theo xe. Động cơ thì động cơ 1.8, vận hành tương đối mạnh mẽ nhưng mà không hao nhiên liệu. Nhưng mà bù lại là xe là cũng trang bị là cảm biến lùi đầy đủ, gương chiếu hậu tích hợp đèn LED. Một cái hay thì thường nè, đây anh chị, mấy dòng tí lạ mà quen nè. Xe thì thường mình mở cốp là mình nhấn cái kia là ra, nhưng mà đây cách cũng là một cái thiết kế rất là độc đáo của nhà sản xuất ha. Thì sẵn đây em mời anh chị mình xem về cái phần động cơ xe luôn đi. Xe Focus đời 2010 thì xe trang bị động cơ là 1.8. Xe này thì máy xăng, anh chị vẫn có là Focus máy dầu, mà em đang giới thiệu với anh chị mình là máy xăng. Hiện trạng xe thì keo chỉ là vẫn còn theo xe, nguyên zin nguyên bản luôn cho anh chị yên tâm. Còn phía sơn trong đây thì theo năm tháng là xe cũng khoảng hơn 10 năm rồi. Nên phía trong đây là đi dù mình kỹ mình chùi rửa, mà thực tế là tiếp xúc nhiệt độ cao nên sơn sẽ dễ bị ngã màu. Những cái chi tiết này ví dụ anh chị mà không vừa ý, không hài lòng thì bên em sẵn sàng dặm bát lại, hoàn thiện lại xe đẹp cho anh chị mình. Thì anh chị đây, khung sườn xe này, anh chị mình xem nè, còn rất là đẹp, nguyên zin nguyên bản của xe luôn, không thấy dấu hiệu nát hay là bị cấn đụng bóp méo đây. Xe trang bị động cơ là 1.8 mà số tự động thì mức tiêu hao nhiên liệu là em nghĩ cũng rơi vào khoảng 90 lít thôi chị. Nhưng mà xe là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Nhưng mà riêng thiết kế của dòng Focus này là nãy mình mới xem qua một vòng là nhìn cá tính mà mạnh mẽ nữa. Mà anh chị xem cái phần nội thất phía trong của xe ha. Ghế thì cũng vẫn còn mượt mà. Hầu như là cũng cam kết khẳng định anh chị luôn, xe mà bên em đã quay lên và anh chị đã chốt xe thì hầu như là mọi chức năng theo xe đều được hoạt động bình thường. Trong quá trình quay là nếu mà có thời gian là bên em cũng quay đầy đủ cho anh chị xem xe, thì cũng lên màn hình giải trí. Chưa tích hợp camera hành trình, nhưng mà anh chị có nhu cầu chốt xe bên em vẫn hỗ trợ cho anh chị mình có thêm một cái camera hành trình nữa để mình yên tâm và an toàn hơn trong vấn đề lưu thông. Máy lạnh thì còn hoạt động cực kỳ tốt luôn, gió trong gió ngoài đều sử dụng bình thường hết anh chị. Chức năng đầy đủ, xe thì cấp số tự động ha. Các chức năng theo xe đây cũng được dán phim cách nhiệt, hoạt động mượt mà êm ái, cũng có chỉnh điện gương đầy đủ. Thường dòng Ford thì khi mà mình xài, mình sử dụng đèn thì sẽ sử dụng ở cái phần phía trước đây anh chị. Đây, dòng Ford khi mà mình sử dụng mà công tắc đèn thì sử dụng phần phía trước đây anh chị ha. Dàn lạnh xe thì còn cực kỳ mát luôn. Thì còn trần zin, còn ghế da thì cũng đã ngả màu rồi anh chị ạ. À, ghế da là ghế da zin theo xe luôn. Nhưng mà anh chị mình lên mà tìm hiểu xe, chốt xe không thích cái ghế da này, bên em cũng sẽ hỗ trợ cân đối cho mình luôn. Tại vì á, riêng tới cái phần ghế da á, nội thất xe thì có anh chị sẽ thích màu này, có anh chị sẽ thích màu khác. Nên là hiện tại là mình giữ nguyên cái hiện trạng zin theo xe. Nhưng mà khi mà anh chị mà chốt xe không thích màu này, đổi sang màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu kem, bên em đều sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị mình ha. Còn trần zin theo xe luôn. Ra phía ngoài giới thiệu cái phần này, một số cái chi tiết nhỏ nhặt nhưng mà em sẽ giới thiệu cụ thể để anh chị mình yên tâm. Cái phần đăng kiểm xe nè, đăng kiểm thì xe luôn còn đăng kiểm, giao xe là phải còn đăng kiểm, không thôi là bên em sẽ đăng kiểm mới cho mình. Còn thời hạn tới tháng 1 năm 2025, cứ yên tâm khi tìm hiểu xe bên ô tô Pháp Anh, các khoản mà đăng kiểm vỏ xe này kia đều đã được kiểm tra đầy đủ và cam kết cho mình. Đó bị xe. Mấy dòng này anh chị, chất xe hầu như đa số là chất xe gia đình không à. Anh chị mình ra đường mình thấy những cái dòng Focus này á, người ta đi thì hầu như là ta đi gia đình không, chứ ít có mà sử dụng chợ dịch vụ á. Thì theo chia sẻ chân thành của bên em luôn,
Nếu mà anh chị mà thích dòng Ford rồi, tìm hiểu những cái dòng này thì hầu như là xe gia đình. Cái vấn đề mà băn khoăn á, duy nhất á, là riêng cái dòng Ford, cái vấn đề mà chính sách mà bảo dưỡng xe thì chi phí nó sẽ đắt hơn những cái dòng cơ bản như là Toyota, Kia, Hyundai. Đó là cũng như cái chia sẻ chân thành của bên em. Chứ còn riêng cái dòng Ford thì máy móc mạnh mẽ, phụ tùng phụ kiện là chắc chắn. Nghe chị nguyên xin. Đây, cái dòng này là có cái dàn lạnh phía sau luôn á anh chị. Sẵn giới thiệu cho anh chị mình luôn, có một cái dàn lạnh ở phía sau luôn, để đảm bảo là phía trước á lạnh, phía sau là sẽ không được lạnh. Dàn lạnh phía sau nè, hơi lạnh ra cực kỳ mát luôn, để đảm bảo ở hàng ghế sau mình ngồi sẽ đủ lạnh luôn. Cái tính năng xe là hoạt động đầy đủ. Anh chị thấy xe thiết kế mạnh mẽ mà nhìn cá tính. Thốt chi tiết mình sử dụng là mình thấy là thiết kế là mạnh mẽ mà cá tính đó. Từ cái mở cốp phía trước, rồi từ cái chức năng mà kính lên xuống của cửa là mình thấy là mạnh mẽ cá tính. Còn cốp sau, cốp sau của xe này á thì rất là rộng rãi. Phơm dáng chị thấy là cốp sau xe rất là rộng rãi. Xe thì bên em luôn trang bị đầy đủ đó, vỏ xi cua, con đội này kia, đồ dụng cụ thay thế cho mình gầm, anh chị thấy còn rất là đẹp luôn. Những cái phần này là cũng là những cái phần quan trọng trong khi mà một trong những yếu tố mà mình tìm hiểu mình mua xe cũ ha anh chị. Cái này là xe mà đã qua sử dụng theo năm tháng mà xe sử dụng nhiều hoặc đi mà những địa hình hay môi trường mà tệ quá thì những cái phần này là cũng dễ bị mục hoặc là đã bị thay thế, nên anh chị mình lưu ý tìm hiểu á. Như riêng xe này thì này còn rất là đẹp, phần gầm sau này còn rất là đẹp luôn anh chị. Cốp sau rất là rộng. Cái phần cốp sau của xe Focus này anh chị mình lưu ý, nếu mà có tìm hiểu á thì cái cốp sau á rất là mạnh. Nếu mà khi mà mình có đóng á, mình đóng cũng ở cái mức độ lực vừa phải, tại vì cái cốp sau này á là không giống như những xe bình thường. Cái cốp sau này sẽ gánh luôn cái phần kính, chịu lực luôn cái phần kính của phía sau xe. Nên á là cũng đó là một số lưu ý hay chia sẻ bên em, nên anh chị mình mà có nhu cầu tìm hiểu dòng Focus thì mình cân đối ha. Đây, gánh luôn cái phần kính nên cái cốp sau rất là nặng. Nếu mà mình đóng một cái lực mạnh á thì nhiều khi sẽ dễ bị tức vỡ, thì cái đó cũng là cái thiết kế của nhà sản xuất. Nên cái kinh nghiệm trong vấn đề sử dụng xe nên bên em chia sẻ với anh chị mình. Trang bị cảm biến lùi, cảm biến nè. Nói chung là dòng này á là cũng là một trong những cái dòng mà xe gia đình được thiết kế đầy đủ các tính năng an toàn, đầy đủ các tính năng an toàn, và quan trọng là động cơ mạnh mẽ, chất xe gia đình, để cho anh chị mình yên tâm khi tìm hiểu xe. Mâm vỏ đã được kiểm tra và có cam kết cho anh chị mình. Anh chị mình yên tâm ha. Treo chỉ nè, nguyên zin nguyên bản. Chức năng xe thì hoạt động bình thường. Gương chiếu hậu thì tích hợp đèn LED xi nhan, đầy đủ hết cho anh chị mình luôn. Rồi thì em xin giới thiệu lại anh chị mình một lần nữa ha. Đây là cái dòng xe mà tí lạ mà quen, dòng Ford Focus đời 2010, xe số tự động, đang được bên em bán với giá là 235 triệu. Giá trên vẫn còn bớt lọc cho cô chú anh chị mình ở xa ở gần, và còn hỗ trợ thêm một số cái phụ kiện theo xe nữa. Thì anh chị mình có nhu cầu có thể là tìm hiểu trực tiếp cái video về xe hoặc liên hệ trực tiếp với số hotline bên em để được tư vấn cụ thể, để được nhận nhiều chính sách hỗ trợ cũng như là hướng dẫn sử dụng xe bên em. Và quan trọng nhất là có thể là mình chốt cọc từ xa, bên em cam kết giao xe đúng như hiện trạng để cho cô chú anh chị mình yên tâm ha. Dạ rồi, em xin chào cô chú anh chị mình.